một vấn đề. Tìm cà rốt khó quá anh em ơi. Bên dân làng không có cà rốt mình kiếm không ra. Cà rốt khó quá anh em ơi. Cà rốt khó tìm thật đấy, biết phù thủy may ra có. Chắc là phải tìm hòn đảo khác anh em ạ. Chứ tìm hòn đảo này nông dân có sống cà rốt đâu. Rồi. Di chuyển sang bờ bên kia thôi. Chân là vào con thỏ hay sang sông cá rốt. Biết đấy, mình không có đường nữa. Thank you.
đi tìm bờ hơi xa nhá. Qua thủy cung một lần đầm này. Bên này có kho báu à? Bồng đi đấy. Xuống nước xem là quá. Bao nhiêu đồ ngon này mất tiếc lắm. Là dân làm không? Để tìm được cái con ta đốt không thôi chứ sao?